Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 chuyên đề tạo lan can trong Revit Architecture. Đầu tiên tôi vào Architecture, sau đó tôi vào Railing, tôi chọn Sketchpad. Các bạn đi đến thẻ Robotics, các bạn chọn cho tôi là Last Panel, một cái dạng lan can kính các bạn. Sau đó các bạn Edit Type, double click lên để mình nhân bản thành một cái loại riêng để giữ lại cái bản gốc các bạn nha. Ok, ok luôn. Sau đó tôi về từng một, dùng lệnh Line để tôi vẽ cái biên dạng lan can. Rồi, ok. Sau đó mình qua khung nhìn 3D để quan sát. Thì ở đây các bạn nhìn ở đây nè. Sau đó các bạn vô Edit Type chẳng hạn, thì những cái thanh baluster ở đây á, nó cũng không có gì khác hết. Chẳng qua ở đây cái thanh này thì người ta chọn là cái thanh sắt đứng nè các bạn. Đó. Còn cái thanh này á, cũng là một thanh đứng thôi, nhưng mà người ta cái family là cái family kích. Đó. Nó bản chất nó vẫn là một cái thanh đứng, nhưng mà ở đây người ta đổi thành cái family có những cái panel kính. Đó, chứ không có gì hết các bạn nha. Rồi, để tôi sẽ giúp các bạn hiểu được điều này. Chẳng hạn ở đây nè các bạn đang đứng ở cái baluster này ha. Chẳng hạn ở đây cái đỉnh của nó, tôi không vào top view 1 nữa mà tôi chọn top view 2 đi các bạn. Sau đó tôi apply, các bạn có thấy thế nào ở đây nha? Đó, nó đang giật xuống các bạn. Rồi, nhưng mà ở đây cái đỉnh đó, bây giờ tôi cho là 0 đi các bạn, apply nó lên cái view 2. Chẳng hạn cái space của nó tôi cho là cao 100, bây giờ tôi cho 0 đó các bạn. À, thì nó đi xuống thôi. Đó, các bạn rất dễ quan sát. Chẳng hạn như chọn top rail này, tôi không chọn rail 2 nữa mà tôi chọn top right element. Đó, thì nó đi lên luôn. Ok. Rồi, ở đây tôi cho giật lên 500 thì tôi qua đây. Tôi cho là 50. À xin lỗi, giật lên 50, tôi nhập vô 50 nha các bạn nha. Rồi, bây giờ ở đây có hai cái thanh ngang. Cũng đơn giản thôi. Ví dụ tôi muốn bỏ nó, tôi chọn vào nó này. Tôi chọn vào thanh này ha các bạn. Tôi nhấn không, cái thanh ngang thì các bạn vào right register trên đây, thanh số 1 đây các bạn có thể bỏ nó thôi, delete chẳng hạn. Sau đó apply nè. Ok, còn thanh rail 2 hiện giờ nó đang đứng ở 700 chẳng hạn, tôi muốn lên 730 đi chẳng hạn, các bạn apply. Đó, rất là đơn giản, nó cũng chỉ là một cái lan can bình thường. Đó. Rồi, các bạn chọn vào đây thì hiện giờ nó là một cái lan can với những cái panel kính là 800, thì đồng nghĩa cái khoảng cách nó 800, tại vì khoảng cách đang tính từ tim đến tim nên cái vị trí này người ta đang chọn là 400 các bạn nha. Đó. Bây giờ nếu mà các bạn muốn chọn cái lan can mà với cái panel kính bây giờ là 1.2 thì ta làm như thế nào đây? Đó, rất là đơn giản, các bạn chọn vào đây, các bạn nhấn Ctrl C đi, copy đây ha, tạm thời cancel đi các bạn. Các bạn kích chuột phải vào Family, chọn Search. Các bạn cần cho V, xóa cái này đi, mình lấy cái họ nó thôi. Đó, các bạn kích vào đây. Tìm đến đây các bạn nhé. Trước khi thì các bạn lo đi ha. Trong chương trình nó bảo là tôi chỉ có một cái Family là 800 thôi. Các bạn chọn vào double click lên. Rồi, tag rename là 1.2. Kích đúp vào 1.2 các bạn nhé. Nó hiện ra một cái thigh robotic rồi các bạn. Các bạn có thể duplicate lên, mình một ngang mình đã chọn rồi nên tôi cancel đây này, cái kiểu đấy các bạn. Thì chắc chắn ngàn hai thì đây tôi ngập vô 1.2. Rồi, vật liệu là kính. Còn lá thiết nghiệp là cái độ dày thì các bạn có thể là chỉnh 6-80 tùy vào cái yêu cầu thiết kế thực tế của mình. Sau đó tôi đồng ý luôn ha. Tiếp tục chọn vào kính và tôi edit lên đây. Ở đây chắc chắn là tôi chọn kiểu 1.2, tôi nhập ở đây thôi các bạn. Đó, sau đó tôi apply. Ok, ok lên kìa, bằng hoa sạch. Thì hiện giờ những vị cái trí kính nó bị kính nó trồng chéo với nhau. Đó, thì tôi phải vào edit lại. Đây chẳng qua là những cái thanh baluster thôi, mét 2 các bạn. Thì cái khoảng cách này chắc chắn là các bạn phải nhập 600, tại vì tâm đến tâm. Ở đây cũng vậy, tương tự 600. Các bạn apply. Ok. Rồi, các bạn có thể double click lên một cái lan can kính panel mà với kích thước là 1.2, kính dày 5 ly.
À, các bạn có thể đặt tên lại chi tiết lại ha. À, bây giờ tôi đặt lại nè các bạn. Ngày 2. Ok. Các bạn có thể ok đồng ý ha. Rồi. Thì clip chuyên đề tạo lan can phần 3 đến đây là kết thúc. À, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip training writing tiếp theo.